người tư vượng về chủ đề đi làm. Series trước đã là đi học, còn 3 video. Series này sẽ có 3 video luôn. Đây là video thứ 2 trong 3. Nếu mà có ai chưa xem cái series đầu tiên thì đi qua xem cái đó xong rồi quay lại xem cái này. Và nếu có ai mà chưa vào cái nhóm Facebook học tiếng Anh với Ethan thì vào đó ngay, follow ngay, ok? Cảm ơn anh em. Trước khi mình bắt đầu học, tôi có một cái đặc biệt là tuần này mình đã có 3 người ủng hộ cho mình. 3 người ủng hộ. Người đầu tiên không để tên, chỉ bảo là cảm ơn Ethan nhiều nhá. Ok, tôi xin cảm ơn bạn rất nhiều luôn. Dù cái số tiền mà anh em ủng hộ không phải là số lớn gì cả, nó làm mình thật nhiều động lực để làm tiếp cho anh em. Nó làm mình cực kỳ cái từ feeling ấy là cảm xúc, đúng không? Là nó làm mình thấy úi dồi ôi, người ta quý mình đến thế luôn. Thế tôi có rất là nhiều động lực để làm tiếp cho mọi người, để làm ra rất nhiều content hay cho mọi người. Ok, người thứ hai, Vũ Xuân Phước, bảo là cảm ơn ủng hộ thầy Ethan. Ok, thầy Ethan cảm ơn em rất nhiều. Cả gia đình mình cảm ơn em rất nhiều. Và người thứ ba bảo là Duy, chúc Ethan và Nhi thật nhiều sức khỏe, mong Ethan ra thật nhiều video bổ ích hơn nữa nha. Hi hi. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Duy. Cảm ơn Duy rất là nhiều luôn. Cảm ơn tất cả mọi người mà đã ủng hộ mình rất là nhiều luôn. Tôi sẽ để cái tên của các bạn ở trong bio nhá. Nếu mà ủng hộ mình thì phải để cái tên đó đi để tôi cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn mọi người. Let's bắt đầu học. Cái đầu tiên là win-win situation. Win-win. Ai cũng biết win là cái gì không? Ai cũng biết win là cái gì, đúng không? Win là thắng. Đó. Thế nên thắng có nghĩa là gì? Là có nghĩa là bằng tiếng Việt Nam thì mình sẽ nói là tình huống có lợi cho cả hai bên. Đấy, ví dụ win-win là mình về kê một cái vấn đề gì đó, mình chọn cái đường này hay là cái đường đó, cả hai sẽ tốt. Đấy, win-win situation. Win-win situation. Win-win. Tiếp, the bottom line is. The bottom line is. Đấy, the bottom line có nghĩa là cái cầu cuối cùng của mình. Cái này tôi nghĩ là ai cũng biết, nhưng mà ok, để xem thêm. Team là đội hay là nhóm? Team mate sẽ là cái gì? Mate bằng tiếng Anh ấy, trong cái câu này có nghĩa là người làm chung. Thế là teammate là một người làm chung đội mình hay là làm ở trong nhóm của mình. Đấy, teammate là người làm chung trong cái nhóm hay là trong cái đội mình. Rồi, teammate là thế. Còn team work là cái gì? Work là đi làm, team là nhóm. Thế là nhóm đi làm. Ok, có thể là anh em có thể hiểu được đó. Teamwork chính có nghĩa là cả đội mình, cả nhóm mình làm với nhau để làm một công việc nào đó. Think outside the box. Ví dụ một cái box là cái thùng. Box là cái thùng hay là cái hộp. Cái hộp ấy. Đây, think là suy nghĩ. Đấy, anh em cứ coi một câu nào đó như thầy đang đọc này. Là thầy đang đọc từng từ để xem câu này có nghĩa gì. Đấy, think là suy nghĩ, outside là ở ngoài, the box là cái hộp hay là cái thùng. Đấy, suy nghĩ ở ngoài cái hộp. Đấy, cũng đúng đó, cũng hiểu được đó, đúng không? Là có nghĩa là ok, ở trong cái hộp ấy là những cái suy nghĩ bình thường của tất cả mọi người bình thường. Thế nên suy nghĩ ở ngoài cái hộp là có nghĩa là đừng có suy nghĩ như tất cả mọi người đi, cứ suy nghĩ khác đi. Think outside the box là cứ suy nghĩ khác đi. Ok, cái tiếp theo có thể là anh em biết cái này rồi, bởi vì anh em thấy đặt về là livestream thì anh em cũng báo cáo livestream của nó. Thế cái này gọi là report. Đấy, report là báo cáo, và cái này dễ quá nên tôi sẽ không nói nhiều. Ok, incident. Incident ở trong cái chỗ làm của mình. Incident là cái gì? Câu này rất là khó đọc đây anh em ạ. Incident. Cái lý do mà nó khó đọc là bởi vì cái chữ C không thể biết được nó là C mềm hay là C cứng. Đấy, nó là S hay là K. Trong cái từ này nó chính là S, giống như là cái chữ S. Nhưng mà bởi vì một lý do nào đó, nó là chữ C nhưng lại có cái âm S, S. Bởi vì tiếng Anh, người tạo ra tiếng Anh là người ngáo nhất thế giới. Ok, incident có nghĩa gì? Là có một cái bất ngờ xảy ra trong cái chỗ làm của mình. Đấy, có một cái accident là ví dụ mà một người đang làm việc, đang lái xe forklift, xong rồi có một người đi bỏ phía trước mình mà mình không thấy, xong rồi mình đụng vào nó và nó chết. Đó sẽ gọi là work incident. Là một cái incident ở trong cái workplace của mình. Đấy, incident. Ok, cái tiếp theo, cái này là một cái quá lạ ở Việt Nam ấy. Thuế.
Ở Việt Nam thì tôi không biết đúng chính xác, nhưng mà tôi thấy quá trời công ty ở Việt Nam không đóng thuế, có đúng hay sao? Còn từng người đi làm kiếm tiền cũng không đóng thuế, đúng không? Ở bên Úc mình á, thằng nào mà đi làm kiếm được một đồng thì phải đóng thuế trong cái đồng đó, đúng không? Ở bên Úc mình ví dụ mà có công ty thì cái số thuế là 30%, là gần 30%, 27% gì đó. Ví dụ mà kiếm được 100.000 đô thì phải bỏ ra 30.000 đô ngày là cái tiền thuế đó. Ok, mà cái từ này bằng tiếng Anh là tax. 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 Đấy, T A X, cái này rất là dễ đọc. T A X. T A X. Tax. Tax là thuế. Ok. Ok, tiếp theo các loại nghỉ phép. Đấy. Cái đầu tiên, cái này bằng tiếng Anh thì gọi là time off, là thời gian nghỉ. Time off, hay là có thể gọi là leave. Leave. Ok. Và có 1, 2, 3, 4 cái. 4 cái là cái này này. Holiday là kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ holiday là mình đi. Mình nghỉ 1, 2 tuần. Nghỉ việc 1, 2 tuần để đi biển. Để đi du lịch một cái chỗ nào đó mà có biển hay gì đó. Đó gọi là holiday, đi chơi ấy. Xong rồi có annual leave là bình thường ở nước ngoài. Tôi không biết Việt Nam là như nào, nhưng mà ở nước ngoài, ví dụ mà mình đi làm 1 tháng, cái tháng đó sẽ tính một số giờ, một số tiếng mà dành cho holiday, dành cho thời gian nghỉ. Đấy, ví dụ mà đi làm một tháng, mình sẽ kiếm được một tuần nghỉ trong cái tháng làm đó. À không, 3 tháng mình kiếm được một tuần được nghỉ. Anh em hiểu không? Ok, đó gọi là annual leave. Annual leave, và bình thường mỗi năm ở bên nước ngoài sẽ có 4 tuần. Được cái annual leave là nếu mà mình làm công việc full time cho một công ty nào đó và mình làm nguyện một năm thì mình sẽ kiếm được 4 tuần nghỉ trong một năm đó. Rồi, sick leave. Sick là bệnh, leave là nghỉ. Ok, nghỉ bệnh dễ đúng không? Sick leave là nghỉ bệnh. Và bình thường ở nước ngoài, ở nước Úc mình, mỗi người được 10 ngày sick leave trong một năm. Nếu mà đi hơn 10 ngày đó thì sẽ không tính tiền lương. Ok. Và nếu mà không dùng cái 10 ngày đó thì cuối năm nó bay, rồi năm mới nó bắt đầu lại 10 ngày nữa. Unpaid leave. Unpaid. Unpaid. Paid là trả tiền, còn un, nếu mà cái chữ UN đứng trước thì có nghĩa là ngược lại, là không trả tiền. Đấy, unpaid time off là nghỉ mà không tính lương, đúng không? Ví dụ mà mình đã bay hết 4 tuần holiday leave, mình đã bay hết 10 ngày nghỉ bệnh, rồi mình bay hết holiday time của mình, bây giờ không có ngày nào được nghỉ nữa, nhưng mà mình phải nghỉ á, thì nó sẽ gọi là unpaid leave, bởi vì mình không kiếm được tiền. Ok, tiếp theo, promotion. Promotion là cái gì? Promotion là sự thăng chức. Cái động từ promote là thăng chức. I got promoted. I got promoted là tôi được thăng chức. Ví dụ mà mình đi làm, mình là người dọn toilet, xong rồi mình làm rất là tốt, cái toilet của mình là sạch nhất thế giới, thế nên tháng sau đó nó cho mình được dọn cái bếp. Bởi vì mình giỏi quá, mình không cần dọn cái toilet nữa, mình đã được promote. I got promoted. Quá khứ thì phải để cái chữ ed vào cuối, promoted. Cái cuối cùng là follow up. Follow là đi theo, up là up, thế nên đi theo up là cái gì? Cái này không hiểu thật sự, đúng không? Nhưng mà bằng tiếng Anh, follow up có nghĩa là kiểm tra, cũng có nghĩa là theo dõi, hỏi thăm tình hình. Ok, nhưng mà follow up chính cái nghĩa đúng nhất của nó là kiểm tra đấy. Ví dụ mà mình đã hỏi một khách mày muốn mua cái sản phẩm này không, xong rồi nó bảo là để tôi suy nghĩ, rồi một bữa sau mình gọi lại để follow up, để xem lại nó có muốn mua cái sản phẩm đó hay không, đó gọi là follow up. Ok, và thế là hết. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua. View của kênh này đã quá ổn luôn. Quá là ổn luôn. Tôi xin tất cả anh em mà đang xem, nhớ bấm vào cái phần mô tả trong cái video này. Nó sẽ có tất cả các link, các thứ mà anh em cần biết
Ok, và tôi thật sự cảm ơn lại lần nữa tất cả những anh em mà đã ủng hộ cái kênh mình. Ok, và tôi chúc tất cả anh em một ngày tối sáng vui nhất thế giới. Và tôi sẽ gặp lại anh em. Ok, goodbye.